Đi coi chơi với vịt này. Rồi hai đứa ngồi chơi để gì vô gì cất áo khoác vậy nha. Cầm hộp sữa nước cho vịt đi. Nè. Rồi, gấu giơ tay ra cho vịt ăn. Đấy, gấu giơ tay ra cho con vịt cho cạp kìa. Chờ đầu con vịt đi. Chờ với em vịt đi. Nè. Đố này em vịt kìa. Nhìn em vịt chơi này. Đấy. Chờ với em vịt nha. Nè, em Titi chơi với vịt nè. Chơi với vịt đi, sờ vịt tí này. Sờ cho em vịt chơi này. Đấy. Yeah. Nè, em sờ đi. Titi sờ đi. Nè. Nè, Titi sờ thử vịt này. Titi sờ đi. Đừng có đổ nước vào đây. Em cho vịt uống hẳn mồm đây nè. Nè nó cạp này. Nó cạp đấy.